Trước mắt các bạn đang thấy, đây là khoảng sân rất bình thường của một ngôi nhà ở Trung Quốc. Đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, sàn nhà phẳng nhẵn, không một hạt bụi. Tưởng chừng đây chỉ là một khoảng sân rất đỗi bình thường. Nhưng có ai ngờ được, nơi đây đã ẩn giấu một vụ án giết người vô cùng tàn độc, hoàn hảo đến từng chi tiết. Cuối cùng, chỉ vì câu nói đùa trong lúc say rượu, hung thủ đã buột miệng thú nhận tội ác với bạn. Để biết người bạn tốt này đã bắn đứng hung thủ như thế nào, hãy cùng Thu Trang tìm hiểu câu chuyện ngày hôm nay nhé. Vụ án hôm nay xảy ra tại thành phố Vô Tích, thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở đồng bằng sông Dương Tử, Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2013, cảnh sát từ chi nhánh Nam Xương của Cục Cảnh sát Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã phát động một chiến dịch kiểm tra nhắm vào các cơ sở có liên quan đến ma túy trong phạm vi quyền hạn. Theo tình báo của những chiến sĩ nằm vùng, cảnh sát đã bắt quả tang một người đàn ông đang sử dụng loại bột màu trắng khả nghi trong một căn trọ cho thuê tại địa phương. Người đàn ông tên là Lục Minh Sinh, 40 tuổi, là công nhân nhập cư đến từ tỉnh An Huy. Anh cho biết chỗ bột màu trắng tại hiện trường là anh mua qua trung gian ở ngoại thành Thượng Hải. Nhưng khi cảnh sát tra hỏi thì anh lại nói không biết tình hình cụ thể của người bán. Để tiếp tục truy tìm nguồn gốc của chỗ ma túy này, cảnh sát Vô Tích đã bắt giữ Lục Minh Sinh về đồn để tiến hành điều tra thêm. Thông qua các hồ sơ dữ liệu có liên quan, cảnh sát phát hiện Lục Minh Sinh một năm trước cũng từng bị cảnh sát bắt giữ vì tụ tập hút chích ma túy. Nhưng lần tái phạm này lại không đơn giản như lần trước. Cảnh sát trước hết, theo quy định của pháp luật, bắt giữ Lục Minh Sinh, tạm giữ hình sự tại trại giam của thành phố. Lục Minh Sinh vốn tưởng rằng lần tạm giam này cũng giống lần trước, ở trại giam mười mấy ngày là được thả ra. Tuy nhiên, theo kết quả cân đo đong đếm, tổng trọng lượng ma túy, tính cả dạng bột và dạng đá mà Lục Minh Sinh tàng trữ trái phép lên đến 27 gram. Theo các quy định có liên quan của luật hình sự Trung Quốc, tàng trữ trái phép hơn 10 gram ma túy phải chịu trách nhiệm hình sự. Hình phạt cao nhất là phạt tù có thời hạn không quá 3 năm. Sau khi biết được kết quả nghiêm trọng này, Lục Minh Sinh hiển nhiên bắt đầu lo sợ. Thế là anh vội vàng hỏi có cách nào để giảm hình phạt hay không. Cán bộ cải huấn tại trại giam nói với Lục Minh Sinh rằng nếu như anh lập công có ích hoặc cung cấp manh mối hữu ích về các hành vi phạm tội như trộm cắp có tính chất nghiêm trọng, bán ma túy, cố ý gây thương tích ảnh hưởng đến tính mạng. Điều kiện là manh mối báo cáo phải là sự thật, không được bịa đặt để cảnh sát có thể khởi tố vụ án và điều tra. Lúc đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét giảm án cho anh. Sau khi nghe cán bộ cải huấn tại trại giam giải thích, Lục Minh Sinh im lặng hơn 10 giây. Cuối cùng, anh ấy nói mình cần thời gian để suy nghĩ. Theo mối quan hệ cá nhân khá phức tạp của Lục Minh Sinh, cảnh sát suy đoán anh ấy chắc chắn biết được chuyện bí mật chấn động nào đó. Quả nhiên, vào ngày thứ năm sau khi Lục Minh Sinh vào trại tạm giam, anh ấy nói rằng muốn báo cáo manh mối liên quan đến vụ án giết người. Ngay lập tức, quản giáo thông báo cho lữ đoàn cảnh sát hình sự. Cơ quan chức năng sau đó cử hai sĩ quan cảnh sát đến để thẩm vấn và ghi chép lại khẩu cung của Lục Minh Sinh. Nhưng manh mối báo cáo và lời thú tội của Lục Minh Sinh khiến cảnh sát không biết nên khóc hay cười. Lục Minh Sinh cho biết khoảng 2 năm trước, trong một buổi tụ tập ăn uống, anh từng nghe đồng nghiệp kể chuyện về một người đàn ông giết bạn gái. Mà người đàn ông này lại sống ở khu Vô Tích, hiện tại đã đổi tên thành là khu Tân Ngô. Còn về tên cụ thể của hai người trong câu chuyện thì Lục Minh Sinh không biết. Vì manh mối của vụ án mạng không được cung cấp cụ thể về thông tin cơ bản về hung thủ lẫn nạn nhân, không có thời gian và địa điểm rõ ràng, nên cảnh sát khá nghi ngờ và lo ngại về tính xác thực của nó. Để chứng minh lời nói là sự thật, Lục Minh Sinh đã cung cấp thông tin về đồng nghiệp kể chuyện cho cảnh sát. Anh ấy tên là Triệu Huân Đức, 43 tuổi, địa chỉ thường trú đã đăng ký là khu chung cư Xuân Lôi ở phố Vượng Trang, khu Tân Ngô, thành phố Vô Tích. Nhờ sự tồn tại của Triệu Huân Đức mà cảnh sát Vô Tích cũng tin tưởng phần nào về manh mối của Lục Minh Sinh. Vì vậy, họ đã chuyển hồ sơ điều tra và thu thập bằng chứng cho sở cảnh sát thuộc chi nhánh Tân Ngô. Khoảng 2 ngày sau, cảnh sát Tân Ngô đã đến khu chung cư Xuân Lôi tìm kiếm Triệu Huân Đức và đưa anh ta về đồn để thẩm vấn. Theo lời khai của Triệu Huân Đức, khoảng 2 năm trước là năm 2011, anh ấy cùng một người bạn tên là Trần Hiểu Vĩ ăn uống rượu chè trong một quán ăn. Lúc đó, Triệu Huân Đức thuận miệng hỏi Trần Hiểu Vĩ là bạn gái anh ta đâu, sao không đưa đi cùng. Kết quả là Trần Hiểu Vĩ say rượu trả lời một câu rất thản nhiên, tôi giết cô ấy rồi. Triệu Huân Đức cho biết anh và Trần Hiểu Vĩ quen biết nhau đã nhiều năm nên cũng gặp bạn gái của anh vài lần. Bình thường đều gọi cô ấy là Mao Mao,
còn tên thật thì Triệu Huân Đức không biết. Còn về Trần Hiểu Vĩ, Triệu Huân Đức nói người này bình thường hay có kiểu nói bông đùa nên anh không tin những gì anh ta nói, tưởng anh ta say rượu rồi ăn nói linh tinh. Anh cứ nghĩ đây là câu chuyện đùa nên mới vô tình kể cho Lục Minh Sinh. Theo manh mối do Triệu Huân Đức cung cấp, cảnh sát đã có được thông tin cơ bản về Trần Hiểu Vĩ. Hiểu Vĩ sinh năm 1976, là người thành phố Vô Tích. Theo thông tin được lưu trữ trên hệ thống dân số, Trần Hiểu Vĩ trước đây không có bất kỳ tên án nào liên quan đến phạm tội trái pháp luật. Vào năm 2006, Trần Hiểu Vĩ kết hôn với một cô gái địa phương rồi sinh được một đứa con. Theo lẽ thường, nếu như trước kia Trần Hiểu Vĩ từng giết người, thì không lẽ nào Trần Hiểu Vĩ có thể bình an vô sự ở lại thành phố. Trừ phi vụ giết người mà anh ta gây ra phải được che giấu một cách hoàn hảo, không một ai biết. Để xem xét những manh mối do Lục Minh Sinh và Triệu Huân Đức khai báo có đúng hay không, cảnh sát quyết định điều tra về mối quan hệ xã hội giữa Trần Hiểu Vĩ và bạn gái Mao Mao. Kết quả là trong lúc điều tra, họ vô tình biết được một vài chuyện vô cùng kỳ lạ. Dựa trên thông tin đăng ký hộ khẩu, cảnh sát biết được khu chung cư Trần Hiểu Vĩ đang sinh sống từng là một làng thành thị. Để tránh rút dây động rừng, cảnh sát quyết định trước tiên tiến hành điều tra ở khu vực ngoại vi. Theo như quản lý khu chung cư chia sẻ, Trần Hiểu Vĩ trước đây vốn là người dân của làng thành thị. Mặc dù ngày thường Trần Hiểu Vĩ tương đối lầm lì nhưng không biểu hiện ra thói quen hay hành vi xấu nào. Thậm chí còn sống rất hòa thuận với hàng xóm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp nào. Sau khi chuyển đổi cơ sở vật chất, xây dựng làng thành thị thành khu chung cư thành công, Trần Hiểu Vĩ vẫn ở lại và đi làm ở một nhà máy cơ khí gần đó. Mà sau khi kết hôn, ngôi nhà của Trần Hiểu Vĩ ở trước kia được cải tạo thành một khoảng sân nhỏ. Quản lý khu chung cư nhớ lại, hình như là vào năm 2005, Trần Hiểu Vĩ có bạn gái tên là Mao Mao. Mao Mao không phải người địa phương, lúc đó cô thuê một căn phòng gần làng thành thị. Người dân chỉ biết biệt danh của cô, còn tên thật thì không rõ. Điều kỳ lạ hơn nữa là, sau khi gặp gỡ và hẹn hò với Mao Mao, Trần Hiểu Vĩ ban đầu vẫn đang sống ở làng thành thị, đột nhiên chuyển ra ngoài sống cùng bạn gái. Có người dân sống ở khu chung cư lâu năm tiết lộ, Trần Hiểu Vĩ năm đó chỉ là thanh niên vô công rồi nghề. Trần Hiểu Vĩ kiếm chi phí sinh hoạt bằng việc giao nước nóng cho người dân. Trong khoảng thời gian này, anh ta làm quen với Mao Mao và phát triển thành tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên vào thời điểm đó, ở làng thành thị có một tục lệ luật bất thành văn là con trai trong làng không được yêu đương với con gái bên ngoài. Chính vì thế mà gia đình Trần Hiểu Vĩ kiên quyết phản đối mối tình này. Và cũng vì lý do này, Trần Hiểu Vĩ nghe theo tiếng gọi của con tim, không còn lựa chọn nào khác mà rời khỏi làng. Từ điểm này chứng tỏ mối quan hệ của Trần Hiểu Vĩ với Mao Mao hẳn là vô cùng tốt đẹp, bền chặt. Nếu như Trần Hiểu Vĩ đúng là đã giết bạn gái, thì động cơ của anh ta là gì? Cảnh sát phân tích muốn xác nhận liệu vụ án giết người này có thực sự tồn tại hay không, thì điều quan trọng nhất lúc này là tìm ra tung tích cụ thể của cô bạn gái Mao Mao. Qua các cuộc thẩm vấn và khảo sát sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng biết được địa điểm căn nhà mà Trần Hiểu Vĩ và Mao Mao thuê vào thời điểm đó. Họ tìm đến chủ nhà năm đó là ông La để hỏi thăm tình hình. May mắn là ông La không chỉ nhớ tên đầy đủ của Mao Mao mà còn viết rõ ràng từng chữ một. Ông La nhớ lại, năm đó khi ký hợp đồng thuê nhà, ông ấy nhìn thấy chứng minh nhân dân của Mao Mao thì phát hiện mình không biết đọc từ đầu tiên. Thế là ông đặc biệt đến hỏi Mao Mao. Hiện tại cảnh sát đã biết tên thật của cô là Mao Quế Cẩm. Dựa trên cái tên độc nhất vô nhị này, cảnh sát tiến hành tìm kiếm trên hệ thống đăng ký hộ khẩu quốc gia. Rất nhanh đã hiển thị tất cả những người tên Mao Quế Cẩm có giới tính nữ. Tổng cộng trên cả nước chỉ có 10 người. Để làm rõ hơn danh tính, cảnh sát đã đưa ảnh chân dung của từng người cho ông La để nhận dạng. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, ông La xác nhận cô gái có nơi đăng ký cư trú là thành phố Khương Yển, tỉnh Giang Tô, chính là Mao Quế Cẩm, cũng là bạn gái Mao Mao của Trần Hiểu Vĩ năm đó. Theo thông tin trên hồ sơ nhân khẩu, Mao Quế Cẩm sinh năm 1976, quê quán cụ thể ở số 7 đến số 24, tổ 17, làng Cát Lâm, thị trấn Tự Mễ, thành phố Khương Yển, tỉnh Giang Tô. Với địa chỉ rõ ràng đến từng cm này, cảnh sát lập tức liên lạc và nhờ phối hợp điều tra của đồn cảnh sát địa phương ở thành phố Khương Yển. Rất nhanh, họ đã mời hai thành viên trong gia đình Mao Quế Cẩm đến đồn cảnh sát để tìm hiểu tình hình liên quan. Kết quả là cảnh sát lại biết được một tin tức chấn động. Chị gái của Mao Quế Cẩm cho biết, em gái không liên lạc với họ hơn 8 năm qua rồi. Đầu năm 2003,
Ma Quế Cầm rời xa quê hương, đi hơn 150 km đến thành phố Vô Tích để làm việc. Đến tháng 7 năm 2004, cô về nhà thăm gia đình. Đây cũng là lần cuối gia đình nhìn thấy cô. Từ đó trở đi, gia đình không nhận được bất kỳ tin tức nào về cô. Chị dâu của Ma Quế Cầm chia sẻ, tháng 10 năm 2004, em dâu từng gọi điện cho anh cả. Nhưng lúc đó, anh đang làm việc ở ngoài đồng, nên người nghe máy là chị dâu Lý Chính Hồng. Trong cuộc gọi, Ma Quế Cầm muốn vay anh cả chút tiền. Lý Chính Hồng không đồng ý, vì lúc đó em dâu chưa kết hôn mà cô cũng không biết Ma Quế Cầm làm công việc gì. Sợ có vay mà không có trả, nên Lý Chính Hồng tìm cớ từ chối. Từ lần đó, Ma Quế Cầm không liên lạc với gia đình nữa. Ban đầu cả nhà nghĩ rằng cô ấy giận dỗi vì không cho vay tiền nên không về nhà. Nhưng từng ngày trôi qua, họ mới cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Mặc dù mọi người trong gia đình rất lo lắng, nhưng không ai dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Hơn nữa, trong quá trình hỏi thăm, trạng thái tinh thần của chị gái Ma Quế Cầm rất suy sụp. Cô cho biết gia đình không biết địa chỉ cụ thể nơi làm việc cũng như công việc của em gái. Nếu như Ma Quế Cầm xảy ra chuyện gì không nguy hiểm đến tính mạng thì vẫn có thể quay về nhà. Nhưng để gia đình đi tìm em gái thì không khác gì mò kim đáy biển. Bởi vì họ không thể liên lạc được với Ma Quế Cầm. Vài năm đầu khi mất liên lạc với Ma Quế Cầm, gia đình cố gắng đi tìm tung tích của cô. Họ tìm đến một số nhà máy, nhà ga và những nơi đông người khác ở thành phố Vô Tích. Thậm chí còn đăng thông tin tìm người mất tích lên đài truyền hình địa phương, nhưng không có được tin tức gì cả. Người nhà ở ngoài thành phố cũng không biết tình hình cụ thể việc Ma Quế Cầm mất tích, nên cuối cùng gia đình không trình báo lên cơ quan chức năng. Về phần bạn trai của Ma Quế Cầm, lúc đó là Trần Hiểu Vĩ, gia đình cho biết họ không quen biết người này. Cho đến lúc này, cảnh sát có thể xác nhận Mao Mao là người có thật 100% và cô ấy đã mất tích hơn 8 năm qua. Sự biến mất đột ngột và bí ẩn này là vô cùng bất thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có đúng là Ma Quế Cầm đã bị Trần Hiểu Vĩ sát hại hay không? Để tìm ra tung tích cụ thể của Ma Quế Cầm, trước hết, cảnh sát tiến hành tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu thông tin người mất tích trên toàn quốc. Kết quả là không tìm thấy bất kỳ hồ sơ mất tích hoặc thông tin nào có liên quan. Cảnh sát cũng điều tra thông tin đăng ký dân cư tạm trú trên toàn thành phố Vô Tích, nhưng kết quả vẫn bằng không. Cơ quan chức năng suy đoán nếu 8 năm qua Ma Quế Cầm vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở những nơi cô ấy sinh sống. Họ tiếp tục điều tra dấu vết của cô thông qua thẻ ngân hàng cùng chứng minh nhân dân trên hệ thống các ngân hàng toàn quốc, nhưng vẫn không tìm thấy các giao dịch ngân hàng có liên quan đến Ma Quế Cầm. Từ tháng 4 năm 2005, Ma Quế Cầm dường như đã biến mất khỏi thế giới. Cảnh sát không thể tìm ra tung tích của cô trên mảnh đất Trung Quốc. Hiện tại, người duy nhất biết được sự thật năm đó chính là Trần Hiểu Vĩ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cảnh sát quyết định triệu tập Trần Hiểu Vĩ đến đồn để thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, anh lại không trốn tránh hay hoảng sợ khi cảnh sát nhắc đến Ma Quế Cầm. Trần Hiểu Vĩ còn nói với họ một cách thẳng thắn. Khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2003, anh quen biết Ma Quế Cầm và rất nhanh xác định mối quan hệ yêu đương. Không lâu sau đó, anh ta chuyển ra bên ngoài sống cùng cô. Trong khoảng thời gian sống chung, anh ta cảm thấy tính cách và lối sống của hai người không hợp nhau. Trần Hiểu Vĩ cho biết tính tình của bạn gái Ma Quế Cầm rất tệ, sáng nắng chiều mưa, chỉ vì một vài chuyện lặt vặt mà cãi nhau với anh. Thậm chí có lần còn đánh anh. Vì không chịu được cuộc sống dằm ba bữa lại cãi nhau này, Trần Hiểu Vĩ chủ động nói lời chia tay. Ban đầu, Ma Quế Cầm có chút không tình nguyện. Nhưng không lâu sau, cô chủ động thông báo với Trần Hiểu Vĩ là cô đã có bạn trai. Cô sẽ cùng người ấy rời khỏi thành phố Vô Tích đau buồn này. Trước khi đi, cô còn nhấn mạnh rằng Trần Hiểu Vĩ không trân trọng cô ấy chính là sự mất mát lớn nhất của anh. Lúc này, hai sĩ quan cảnh sát thẩm vấn Trần Hiểu Vĩ nhìn nhau, họ đều có chung nghi vấn. Người đưa Ma Quế Cầm đi là ai? Hai người đã đi đâu rồi? Hỏi Trần Hiểu Vĩ thì anh ta nói không rõ. Anh tiết lộ khoảng tháng 5 năm 2005, sau khi chia tay, bản thân từ căn nhà trọ bên ngoài chuyển về làng thành thị sống. Mà từ lúc đó, bạn gái Ma Quế Cầm cũng không liên lạc gì với anh ta nữa. Theo như những gì Trần Hiểu Vĩ khai báo, thời gian Ma Quế Cầm chuyển ra căn nhà trọ cũng trùng khớp với thời gian cảnh sát điều tra được. Chẳng lẽ chuyện Trần Hiểu Vĩ nói là giết bạn gái chỉ là lời bông đùa sau khi say rượu sao? Sự mất tích bí ẩn của Ma Quế Cầm có lẽ nào liên quan đến người đàn ông đã đưa cô ấy đi. Để tìm hiểu xem khẩu cung của Trần Hiểu Vĩ có đúng không,
cảnh sát lại tìm đến ông La. Ông nhớ lại, cuối năm 2003 là lúc Trần Hiểu Vĩ và Mao Quế Cầm thuê một căn phòng ở một căn nhà nằm sát mặt đường của ông. Căn phòng họ thuê nằm trên tầng 2 là kiểu phòng một khách hai ngủ. Trong khoảng thời gian họ sống chung, ông La không nghe thấy hay nhìn thấy Mao Quế Cầm có hành vi mập mờ với người khác giới ngoài bạn trai. Bình thường, hai người cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Nhưng trong ấn tượng của ông La, Mao Quế Cầm lại là người cố gắng duy trì mối quan hệ yêu đương. Cho đến tháng 5 năm 2005, đôi nhân tình này chuyển ra khỏi căn nhà thuê. Từ đó trở đi, ông La không nhìn thấy Mao Quế Cầm nữa. Còn Trần Hiểu Vĩ thì thỉnh thoảng ông vẫn gặp vài lần trên đường. Nhưng điều khiến ông La ngạc nhiên là nhìn bề ngoài, Trần Hiểu Vĩ trông rất thành thật, hiền lành. Nhưng chỉ một năm sau anh đã kết hôn, cô dâu lại không phải Mao Quế Cầm. Lúc này, cảnh sát nhận thấy giả thuyết trước đó của Trần Hiểu Vĩ nói là Mao Quế Cầm bỏ đi cùng người khác với những gì ông La khai báo là sai sự thật. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Mao Quế Cầm mất tích hơn 8 năm nay, khả năng là bị Trần Hiểu Vĩ hãm hại. Nếu anh ta thực sự là kẻ giết người, thì động cơ phạm tội của anh là gì? Đặc biệt là Trần Hiểu Vĩ phi tang thi thể của nạn nhân ở đâu? Trong vòng thẩm vấn của sở cảnh sát, mặc dù cảnh sát đã xác định danh tính của nghi phạm hình sự Trần Hiểu Vĩ, nhưng những gì họ phải đối mặt lại là hai vấn đề khó khăn. Vấn đề thứ nhất, cảnh sát không biết về chuyện Mao Quế Cầm bị giết 8 năm trước, từ hoàn cảnh đến hiện trường gây án. Kể cả họ đã lần ra một vài manh mối, nhưng đã bao nhiêu năm, bằng chứng phạm tội cũng đã phai mờ theo thời gian mà không có giá trị pháp y. Vấn đề thứ hai, khi tiến hành lần thẩm vấn thứ hai, nghi phạm hình sự Trần Hiểu Vĩ lại có thái độ hoàn toàn khác. Lần này, Trần Hiểu Vĩ quyết giữ im lặng, không nói lên một chữ. Để tìm ra bước đột phá càng sớm càng tốt, cơ quan chức năng quyết định triệu tập và tổ chức cuộc họp phân tích vụ án. Trong cuộc họp, cảnh sát chuyên án điều tra Vương Tử Đan đã đưa ra lý luận của mình. Nếu như đúng là 8 năm trước, Trần Hiểu Vĩ đã giết Mao Quế Cầm, thì tại sao anh ta không bỏ trốn mà vẫn ung dung tự tại sống ở thành phố vô tích? Anh ta không sợ bị cảnh sát bắt sao? Vương Tử Đan cho biết chỉ có một sự thật mới khiến nghi phạm không thèm bỏ trốn. Đó chính là Trần Hiểu Vĩ tự cho rằng bản thân đã xử lý vụ việc một cách hoàn hảo, không để lại một chút sai sót hay dấu vết gì cả, khiến cho cảnh sát không thể tìm ra sự thật. Thế nên, Trần Hiểu Vĩ mới lựa chọn ở lại vô tích và sống một cách thoải mái. Kiểu tâm lý và hành vi tương đối phức tạp sau khi phạm tội này thực tế đã xuất hiện trong rất nhiều vụ án mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây. Điển hình là vụ án xảy ra ở huyện Thượng Hà, tỉnh Hà Nam. Cảnh sát nhân là nhân viên của nhà tang lễ. Sau khi gây án, anh ta lợi dụng thân phận mà khéo léo hỏa táng thi thể. Phương pháp tiêu hủy xác chết và xóa dấu vết này có thể nói là vô cùng thông minh và xảo quyệt. Mà vì thế, Trần Hiểu Vĩ cũng cảm thấy an tâm và tiếp tục sống ung dung thoải mái mà không sợ bị phát hiện. Với vụ án của Trần Hiểu Vĩ ngày hôm nay, nếu như anh ta thực sự sát hại Mao Quế Cầm, thì sau khi gây án, Trần Hiểu Vĩ chắc chắn sẽ chọn một nơi quen thuộc để tiêu hủy xác chết. Chỉ có như vậy, Trần Hiểu Vĩ mới có thể sống một cuộc sống bình thường không một ai nghi ngờ. Từ phân tích này, cùng với các kết quả điều tra trước đó, cảnh sát nhận thấy Trần Hiểu Vĩ chưa bao giờ đi xa khỏi thành phố vô tích. Nói đúng hơn là làng Thành Thị, hiện là khu chung cư Xuân Lôi. Có thể nói, nơi Trần Hiểu Vĩ quen thuộc nhất chính là ngôi nhà mà anh ta đang ở. Dựa trên các cuộc điều tra và hỏi thăm trước đó, cảnh sát biết được từ tháng 5 năm 2005, Trần Hiểu Vĩ sau khi chia tay đã chuyển về làng Thành Thị sống cùng bố mẹ. Sau đó, làng Thành Thị được tái thiết quy mô lớn. Ngôi nhà cũ ban đầu của Trần Hiểu Vĩ cũng cải tạo lại thành trang trại mở. Kiểu nhà này thường sẽ có một sân kín hoặc mở liền kề với nhà kho, nhà ở và chuồng trại. Với cấu trúc nhà như vậy, cảnh sát chợt có một suy đoán táo bạo. Lẽ nào Trần Hiểu Vĩ đã chôn xác của Mao Quế Cầm trong nhà chăng? Để xác thực tính xác minh của suy đoán này, cảnh sát vẫn phải tiến hành hỏi thăm và khảo sát khu vực gần nhà nghi phạm. Họ khóa chặt vào khoảng thời gian Mao Quế Cầm mất tích là tháng 5 năm 2005. Khi hỏi thăm hàng xóm ngay sát nhà Trần Hiểu Vĩ, cảnh sát đã thu thập được một manh mối quan trọng. Theo chú Vương, khu chung cư Xuân Lôi mà họ đang ở vốn dĩ là một ngôi làng nằm ở rìa thành phố và nông thôn nên mới có tên là làng Thành Thị. Lúc đó, để có nước tiện cho sinh hoạt hàng ngày, mỗi hộ gia đình đều xây giếng ở sân riêng trong nhà. Trong sân nhà của Trần Hiểu Vĩ đương nhiên cũng đào giếng, nhưng giữa năm 2005, giếng nước nhà Trần Hiểu Vĩ đột nhiên tỏa ra mùi ôi thối khó chịu.
Thời điểm đó, mọi người chỉ nghĩ rằng mạch nước bị ô nhiễm nên chất lượng nước trong giếng bị ảnh hưởng. Thế nên, gia đình Trần Hiểu Vĩ đã bịt chặt miệng giếng. Tình huống bất ngờ này ngay lập tức khơi dậy sự cảnh giác của cảnh sát. Họ tìm đến anh cả Trần Hiểu Hùng của nghi phạm để hỏi chi tiết cụ thể. Trần Hiểu Hùng cho biết chuyện giếng nước nhà mình có mùi lạ là sự thật. Khoảng 2 tháng sau khi bịt miệng giếng, toàn bộ làng Thành Thị được tái thiết quy mô lớn. Ngôi nhà nào cũng được cải tạo làm mới lại. Chính vì thế, vị trí ban đầu của giếng nước nhà Trần Hiểu Hùng nằm ở góc Tây Nam, ngay trước phòng khách. Mà nơi này bây giờ được lát gạch sàn để làm thành sân nhỏ giặt đồ và để đồ vật sử dụng hàng ngày. Đến lúc này, cảnh sát có một dự cảm chẳng lành và có một suy đoán đáng sợ. Có khả năng Mào Quế Cầm bị Trần Hiểu Vĩ sát hại rồi ném xuống giếng. Chính vì thế, dưới giếng mới có mùi lạ. Liệu sự thật có đúng như thế không? Mọi người hãy tập trung vào video vì bí mật chấn động bị giấu kín suốt 8 năm sắp sửa được tiết lộ. Khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2013, ngày này tình cờ là tiết thanh minh. Cảnh sát áp giải nghi phạm Trần Hiểu Vĩ về khoảng sân nhỏ trong chính ngôi nhà mà Trần Hiểu Vĩ sinh sống bấy lâu nay. Sau khi được nghi phạm chỉ dẫn, cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí chính xác của cái giếng nước ngày xưa. Cơ quan chức năng đã cho gọi một thợ xây có tiếng trong làng đến. Trên tay ông thợ cũng cầm sẵn cái búa để chuẩn bị khai quật một bí mật rùng rợn. Trước khi bắt đầu, cảnh sát đặc biệt thông báo cho nghi phạm rằng chúng tôi sẽ đào khu đất này để tiến hành điều tra. Anh cũng phải có mặt tại đây để nhận dạng. Chúng tôi sẽ quay video toàn bộ quá trình khai quật, anh hiểu chứ? Nghi phạm không tình nguyện mà gật đầu một cái. Sau đó, ông thợ xây cầm cái búa, vùng cánh tay lên rồi nặng nề đập xuống gạch lát sàn màu đỏ trong sân. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng sau nửa giờ làm việc, thứ mà ông thợ xây phát hiện đầu tiên dưới lớp gạch lát sàn không phải là miệng giếng nước mà là một tấm sắt. Ngay sau đó, cảnh sát cùng ông thợ hợp lực lôi được tấm sắt lên. Cuối cùng, miệng giếng cũng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Nhưng điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là nước giếng vô cùng trong, nhìn bề ngoài thì không có gì bất thường. Cảnh sát lập tức tiến hành các bước đo đạc cơ bản thì biết được đường kính của miệng giếng khoảng 50cm, mà kích thước trung bình của một người trưởng thành có thể rơi trực tiếp vào giếng. Sau đó, cảnh sát dùng cây xào tre thì đo được độ sâu của giếng là khoảng 1m7. Về mặt lý thuyết, với độ sâu như vậy thì chưa đủ để che giấu thi thể người. Rốt cuộc thì sự thật là như thế nào? Để tìm thêm manh mối, cảnh sát quyết định dùng máy bơm để xả nước trong giếng. Đến 11 giờ 30 phút sáng hôm đó, toàn bộ lượng nước dưới giếng cũng được xả hết sạch. Nhưng cảnh sát phát hiện dưới giếng chỉ có một đống gạch vụn. Tình huống kỳ lạ này khiến toàn bộ sĩ quan cảnh sát có mặt tại chỗ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bí mật thực sự của Trần Hiểu Vĩ có ẩn nấp dưới đống gạch vụn này hay không? Để đào được đống gạch vụn này ra, cảnh sát phải bố trí thợ chuyên nghiệp để khoan xuống tận đáy giếng. Sau khi đào được vài thùng gạch vụn, họ phát hiện ra một thứ vô cùng khả nghi. Đó là một túi nhựa lớn màu trắng. Thực ra, một khoảng thời gian rất lâu trước khi đào giếng, nghi phạm Trần Hiểu Vĩ đã thú nhận sự thật phạm tội ở trong phòng thẩm vấn. Thời gian quay trở lại ngày 13 tháng 5 năm 2005. Lúc đó, bố mẹ Trần Hiểu Vĩ tình cờ ra ngoài thăm họ hàng. Trong nhà không có ai nên Trần Hiểu Vĩ mới dẫn bạn gái Mào Quế Cầm về nhà. Vào tối hôm đó, trong lúc bạn gái đang nằm ngủ trên giường, nghi phạm lấy dây và băng dính đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng khống chế được cô. Mặc dù Mào Quế Cầm phản kháng mãnh liệt, nhưng nghi phạm lợi dụng sức lực lớn, dùng chăn bông phủ lên đầu cô, rồi dùng cả hai tay bóp cổ nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, Mào Quế Cầm ngừng vùng vẫy rồi bất động hoàn toàn. Đến 12 giờ đêm, Trần Hiểu Vĩ tìm được một cái túi nhựa màu trắng, bọc lấy thi thể nạn nhân rồi ném xuống giếng trong sân. Để qua mặt mọi người, nghi phạm tìm rất nhiều gạch vụn ném hết xuống giếng. Mặc dù nghi phạm đã dọn dẹp mọi dấu vết phạm tội, nhưng chỉ vài ngày sau, dưới giếng vẫn bốc lên một mùi hôi kỳ lạ. Trần Hiểu Vĩ cho biết, lúc đó hàng xóm bàn tán rất nhiều khiến hắn ta lo sốt vó. Thế nên, hắn tìm một tấm sắt to để bịt kín miệng giếng. Không lâu sau, làng Thành Thị được tái thiết mới, nên nghi phạm nhân cơ hội này xây một khoảng sân nhỏ để che lấp miệng giếng nước. Hơn 8 năm qua, hắn vẫn sinh sống như chưa có chuyện gì xảy ra ở đó. Cả gia đình cũng không biết rằng dưới khoảng sân nhỏ này đang che giấu một thi thể người. Trần Hiểu Vĩ khai rằng vụ giết người năm đó là do hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Khi cảnh sát hỏi vì sao hắn lại làm như vậy, thì câu trả lời của nghi phạm một lần nữa khiến cảnh sát cảm thấy không thể hiểu nổi. Trần Hiểu Vĩ tiết lộ,
Trong khoảng thời gian hẹn hò với Ma Quế Cẩm, hai người thường xuyên cãi vã vì tính cách bất đồng. Thế nên hắn đề nghị chia tay, nhưng bạn gái sống chết không đồng ý. Trần Hiểu Vĩ làm đủ mọi cách để tách ra khỏi cô, kể cả phí chia tay cũng đã đưa, nhưng cô nhất quyết không chịu rời đi. Bị Ma Quế Cẩm quấy nhiễu khiến Trần Hiểu Vĩ rơi vào cảnh bất lực. Cuối cùng hắn nghĩ ra cách duy nhất để thoát khỏi mối tình này là khiến cho Ma Quế Cẩm biến mất mãi mãi. Chỉ vì muốn thoát khỏi bạn gái của mình mà nảy sinh suy nghĩ ác độc. Cuối cùng suy nghĩ ấy cũng trở thành hiện thực. Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp Vô Tích tỉnh Giang Tô ra phán quyết sơ thẩm. Bị cáo Trần Hiểu Vĩ với tội cố ý giết người, kết án tử hình theo pháp luật, đình chỉ thi hành án trong 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời. Đồng thời bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn trong tố tụng dân sự 10.500 nhân dân tệ. Sau khi phiên tòa kết thúc, Trần Hiểu Vĩ bày tỏ sự không hài lòng trước tòa và đã nộp đơn kháng cáo. Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tô đưa ra phán quyết cuối cùng. Tòa bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Từ vụ án trên, chúng ta có thể nhìn nhận rõ ràng một điều, đó chính là bản chất con người trong Trần Hiểu Vĩ bị bóp méo nghiêm trọng. Chỉ vì không chịu nổi sự đeo bám và quấy nhiễu của bạn gái mà tự tay tiễn cô sang thế giới bên kia. Những năm tháng sau đó, hắn vẫn sống dung tự tại như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Chứng tỏ phần người trong hắn đã bị méo mó. Mà có thể bạn chưa biết, bản chất con người vốn dĩ được hình thành từ những giá trị thiện lương, lòng nhân ái và sự đồng cảm, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Áp lực, sự dồn nén, uất ức từ cuộc sống ngày càng gia tăng, con người dễ rơi vào trạng thái cạnh tranh khốc liệt, từ đó dẫn đến việc bộc lộ những khía cạnh tiêu cực trong tính cách, từ đó mà gây ra những hậu quả không thể sửa chữa được. Từ những điều này, chúng ta cũng có thể rút ra bài học quý giá. Đầu tiên, việc tự nhận thức và tự điều chỉnh hành vi của bản thân là vô cùng quan trọng. Mỗi cá nhân phải biết giữ vững những giá trị đạo đức và góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của mình ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Nếu thấy vụ án này hay, bạn có thể đăng ký kênh để xem những vụ án sắp tới trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!